kính thưa quý khán giả, trong đại lễ Phật Đản năm nay của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như quý vị thấy là gia đình Phật tử chúng ta có rất là nhiều những tiết mục hay và các em đã chuẩn bị rất là xuất sắc và rất là khổ công cho tiết mục vũ này. Chúng tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón tiết mục Chùa Tôi.
trong gia đình Phật tử điều ngự rất là nhiều. Quý vị thấy các em múa đẹp không ạ? Dạ vâng, các em trong gia đình Phật tử với sự hướng dẫn của quý cô giáo đã liên tục tập luyện trong những ngày cuối tuần vừa qua, và ngày hôm qua thôi thì các tiết nhà cũng thấy các em đã tập liên tục, thưa quý vị, để cho cống hiến cho tất cả quý vị những tiết mục vũ thật là đẹp ngày hôm nay. Và đó là các em anh vũ trong gia đình Phật tử với vũ khúc Chùa Tôi. Giờ đây tiết nhà xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ các thiếu nữ của gia đình Phật tử điều ngự chúng ta với tiết mục vũ Hào Quang Phật. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn các thiếu nữ của gia đình Phật tử điều ngự rất nhiều. Vâng, màn trình diễn rất là xuất sắc và làm cho tiết mục của bài Hào Quang Phật càng thêm có ý nghĩa hơn nữa trong ngày Đại lễ Phật Đản năm nay.